Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Sau khi hai con trai của Aaron chết trong lúc đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se mà rằng: Hãy nói cùng Aaron anh ngươi, chớ và luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong bức màn trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e người phải chết chăng? Vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân. Này, Aaron sẽ vào nơi thánh như vậy. Người phải vắt một con bò đực tơ dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. Người sẽ mặc áo lá trong thánh bằng vải gai, thân dưới mặc một cái quần bằng vải gai, thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo thánh mà người sẽ mặc lấy khi đã tắm mình trong nước. Do nơi hội chúng Israel, người sẽ bắt hai con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. Aaron sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó, người phải bắt hai con dê đực đem để trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, Aaron bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-sên. Aaron sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-sa-sên sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-sa-sên. Vậy Aaron sẽ dâng con bò tơ mình là con sinh tế chuộc tội, giết nó làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Đoạn, lấy lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và một vốc hương bột mà đem vào phía trong bức màn. Người phải bỏ hương trên lửa trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho ngọn khói hương bao phủ nắp thi ân ở trên hòm bảng chứng thì người không chết. Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rải trên nắp thi ân về phía đông và rải 7 lần về phía trước nắp thi ân. Đoạn, người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội, đem huyết nó vào phía trong bức màn, dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rải trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy. Người vì cớ sự ô uế, sự vi phạm và tội lỗi của dân Israel phải làm lễ chuộc tội cho nơi thánh và cho hội mạc ở giữa sự ô uế của họ. Khi thầy tế lễ vào đặng làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội mạc. Vậy người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Israel. Đoạn, người ra đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va đặng làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. Người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực bôi chung quanh những sừng của bàn thờ, rồi dùng ngón tay rải huyết 7 lần trên bàn thờ, làm cho bàn thờ nên sạch và thánh vì cớ những sự ô uế của dân Israel. Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel ra nơi hoang địa. Aaron sẽ trở vào hội mạc, cởi bộ áo bằng vải gai mình đã mặc đặng vào nơi thánh và để tại đó, rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại, đi ra, dâng của lễ thiêu về phần mình và của lễ thiêu về phần dân chúng, đặng làm lễ chuộc tội cho mình và cho dân chúng. Người cũng phải lấy mỡ của con sinh tế chuộc tội mà xông trên bàn thờ. Người nào dẫn con dê đực về phần A-sa-sên phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, đoạn mới sẽ được vào trại quân. Nhưng người ta phải đem ra ngoài trại quân con bò tơ đực
và con dê đực đã dâng lên làm của lễ chuộc tội, mà huyết nó đã đem vào trong nơi thánh đặng làm lễ chuộc tội. Rồi phải lấy da, thịt và phẫn của hai thú đó mà đốt trong lửa. Kẻ nào đứng đốt phải giặt quần áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới được vào trại quân. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Đến mùng 10 tháng 7, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bản xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi. Vì trong ngày đó, người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch. Chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình. Đó là một lễ định đời đời vậy. Thầy tế lễ đã được phép sức dầu và lập làm chức tế lễ thế cho cha mình, sẽ mặc lấy bộ áo vải gai, tức là bộ áo thánh mà làm lễ chuộc tội. Người sẽ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc, cho bàn thờ, cho những thầy tế lễ và cho cả dân của hội chúng. Mỗi năm một lần, phải làm lễ chuộc tội cho dân Israel, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng. Ấy sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi vậy. A-rôn làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Chương 17. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng A-rôn, các con trai người và cùng cả dân Israel rằng: Này là lời Đức Giê-hô-va phán dặn: Nếu một người nam trong nhà Israel giết một con bò, một con chiên con hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va trước đền tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người. Người đã làm đổ huyết ra nên sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Ấy, hầu cho dân Israel lấy của lễ mình giết ngoài đồng, dẫn đến thầy tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc đặng dâng lên làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc, và xông mỡ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Dân Israel cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm người nào trong vòng dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi mà chẳng đem đến tại cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Phàm người nào của nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, trút nó khỏi dân sự mình. Vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ sinh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Bởi cớ đó ta phán cùng dân Israel rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết, kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết. Còn nếu ai, hoặc dân Israel hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra rồi lấy bụi đất lấp lại. Vì sinh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, trong huyết có sinh mạng. Bởi cớ ấy ta đã phán cùng dân Israel rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào, vì sinh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, ai ăn sẽ bị trút diệt. Hễ người nào hoặc sinh đẻ tại xứ hoặc kẻ khách ăn thịt của một con thú chết hay là bị xé, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, bị ô uế đến chiều tối, đoạn được tinh sạch lại. Còn nếu người không giặt quần áo và không tắm thì sẽ mang tội mình. Chương 18. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm, hoặc tại xứ Ai-cập là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an là xứ ta dẫn các ngươi đi đến. Chớ đi theo thoái tục họ. Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu hiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình, bằng cấu hiệp tức làm nhục cho cha mình.
chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp ấy làm nhục cho cha mình. Chớ cấu hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sinh tại trong nhà, hoặc sinh ở ngoài. Chớ cấu hiệp cùng cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho mình. Chớ cấu hiệp cùng con gái của kế mẫu bởi cha mình sinh ra, vì là em gái ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi, vì là cốt nhục của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ ngươi, vì là cốt nhục của mẹ ngươi. Chớ cấu hiệp cùng bác gái hay thím ngươi, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi, vì là vợ của con trai mình. Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay em dâu người, nếu cấu hiệp ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy. Chớ cấu hiệp cùng một người đàn bà luôn với con gái của người đàn bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu hiệp cùng họ, chúng nó đều là cốt nhục gần, làm vậy ấy là một việc ác dục. Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình đang khi người còn sống, e khi sanh ghen tương. Trong lúc người nữ có kinh nguyệt, chớ đến gần mà cấu hiệp. Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình mà gây cho mình bị ô uế với người. Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Moloch, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Chớ nằm cùng một con thú nào mà gây cho mình bị ô uế với nó. Một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào, ấy là một sự quái gớm. Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế. Bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. Đất vì chúng nó mà bị ô uế, ta sẽ phạt tội ác nó. Đất sẽ mửa dân nó ra vậy. Còn các ngươi, hoặc dân bản xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Đừng làm một trong những điều quá gớm này. Vì những điều quá gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm, và đất vì cớ đó phải thành ô uế. Vậy, chớ làm đất thành ô uế. E khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng? Vì, phàm ai làm một trong những điều quá gớm ấy, sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi. Và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thi Thiên 39. Tôi nói rằng tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội. Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi, tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại. Tôi câm, không lời nói, đến đổi lời lành cũng không ra khỏi miệng tôi. Còn nỗi đau đớn tôi bị chọc lên, lòng tôi nóng nảy trong mình tôi. Đang khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên. Bây giờ lưỡi tôi nói, hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải, mỗi người dầu đứng vững chỉ là hư không. Quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng. Ai nấy đều rối động luống công. Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Xin hãy giải cứu tôi khỏi các sự vi phạm tôi, chớ làm tôi nên sự nhuốc nhơ của kẻ ngu dại. Tôi câm, chẳng mở miệng ra, bởi vì Chúa đã làm sự ấy. Xin cất khỏi tôi sự trách phạt của Chúa. Tôi bị tiêu hao bởi tay Chúa đánh phạt. Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con sùng. Thật, mọi người chỉ là hư không. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi.
lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi. Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, kẻ khách ngụ như các tổ phụ tôi. Chúa ơi, xin hãy dung thứ tôi để tôi hồi sức lại trước khi tôi đi mất không còn nữa. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: Hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi, nhưng chớ dầm trong nước. Vậy tôi theo lệnh Đức Giê-hô-va, mua đai, thắt vào lưng tôi. Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vậy: Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đang thắt trên lưng ngươi, chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-pha-rát và giấu nó trong kẽ vần đá tại đó. Tôi bèn đi giấu nó nơi bờ sông Ơ-pha-rát như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-pha-rát, lấy cái đai ta đã khiến ngươi giấu tại đó. Tôi đi đến sông Ơ-pha-rát, đào và rứt cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa. Đoạn, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể này. Dân ác này chẳng khứng nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lại, thì sẽ trở nên như cái đai này, không còn dùng được việc gì. Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Israel và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta, nhưng chúng nó chẳng khứng nghe. Ngươi khá bảo chúng nó lời này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng, hễ là bình thì sẽ được đầy rượu. Chúng sẽ nói cùng ngươi rằng, chúng tôi há chẳng biết các bình đều sẽ đầy rượu sao? Ngươi khá lại bảo rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ khiến hết thảy dân cư đất này, các vua ngồi trên ngai David, các thầy tế lễ, các kẻ tiên tri và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem đều say sưa. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm cho người này với kẻ khác, cha với con chạm nhau. Ta sẽ chẳng áy náy, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta hủy diệt chúng nó. Hãy nghe và lắng tai, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán. Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt. Bây giờ, các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ. Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi. Hãy tâu cùng vua và thái hậu rằng, xin hãy hạ mình mà ngồi dưới đất, vì mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi. Các thành phương nam đều đóng lại, chẳng ai mở ra. Giu-đa bị bắt đem đi, cả họ đều bị bắt đem đi. Hãy ngước mắt lên, xem những kẻ đến từ phương Bắc. Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao? Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sinh đẻ. Và nếu ngươi tự nói trong lòng rằng, cớ sao điều này xảy đến cho ta? Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên và gót chân ngươi bị dập. Người Ethiopia có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được, thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Vậy, ta sẽ làm cho các ngươi tan lạc như rơm rác bị gió nơi đồng vắng đùa đi. Đức Giê-hô-va phán, đó là phần ngươi, phần ta lường cho ngươi,
vì ngươi đã quên ta và trông cậy sự giả dối. Ta cũng sẽ tốc vạt áo ngươi lên trên mặt ngươi, thì sự xấu hổ ngươi sẽ bày ra. Những sự gớm ghiếc, tức là sự dâm dục và tiếng hí ngươi, tội ác tà dâm ngươi trên các gò đồng ruộng, thì ta đã thấy hết. Hỡi Jerusalem, khốn thay cho ngươi, ngươi chẳng khứng làm sạch mình cho đến chừng nào. Chương 14. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi về sự hạn hán. Giu-đa đang sầu thảm, cửa thành suy bại, chúng nó đều mặc áo đen ngồi trên đất, và tiếng kêu của Jerusalem vang lên. Những người sang sai kẻ hèn đi tìm nước, đi đến hồ và tìm không được, xách bình không mà trở về, thẹn thuồng xấu hổ và che đầu lại. Vì cớ đất đều nẻ hết, bởi không có mưa xuống trong xứ. Người cầm cày xấu hổ và trùm đầu lại. Nai cái đẻ con ra trong đồng và bỏ đi vì không có cỏ. Những lừa rừng đứng trên các gò trọi, hít hơi như chó đồng, vì không cỏ nên mắc lòa. Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm. Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm, chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài là sự trông cậy của Israel, là đấng cứu trong khi hoạn nạn. Sao Ngài như một người trú ngụ ở trong đất, như người bộ hành, căng trại ngủ đậu một đêm? Sao Ngài như người thất kinh, như người mạnh dạn chẳng có thể giải cứu? Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy Ngài vẫn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi được xưng bằng danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi. Đức Giê-hô-va phán với dân này như vậy: chúng nó ưa đi dông dài, chẳng ngăn cấm chân mình, nên Đức Giê-hô-va chẳng nhận lấy chúng nó. Bây giờ Ngài nhớ đến sự hung ác chúng nó và thâm phạt tội lỗi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: chớ cầu sự lành cho dân này. Khi chúng nó kiêng ăn, ta sẽ chẳng nghe lời khấn nguyện của chúng nó. Khi chúng nó dâng của lễ thiêu và của lễ chay, ta chẳng nhậm đâu. Nhưng ta sẽ diệt chúng nó bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Tôi bèn thưa rằng: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này các tiên tri bảo họ rằng các ngươi sẽ không thấy gươm dao, sẽ chẳng có đói kém, nhưng ta sẽ ban sự bình an bền lâu cho các ngươi ở trong miền này. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối và bói khoa, sự hư không và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán về những kẻ tiên tri chẳng bởi ta sai đến, mà nói tiên tri nhân danh ta rằng: trong đất này sẽ chẳng có gươm dao và đói kém. Chính các tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Những kẻ mà họ truyền lời tiên tri ấy cho sẽ cùng vợ, con trai, con gái mình vì gươm dao đói kém bị ném ngoài đường phố Jerusalem, chẳng có ai chôn cất. Vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó đã làm lại đổ về mình. Ngươi khá bảo cho chúng nó lời này: mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi, vì gái đồng trinh của dân ta bị tồi tàn, bị thương rất là đau đớn. Nếu ta ra nơi đồng ruộng thì thấy những người bị gươm đâm, nếu ta vào trong thành thì thấy những kẻ đau ốm vì sự đói kém. Chính các đấng tiên tri và các thầy tế lễ đi dạo trong đất mình cũng không có sự hiểu biết. Vậy thì Ngài đã bỏ hết Giu-đa sao? Lòng Ngài đã gớm ghét Si-ôn sao? Làm sao Ngài đã đánh chúng tôi không phương chữa lành? Đang đợi sự bình an mà chẳng có sự lành, đang trông kỳ lành bệnh mà gặp sự kinh hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nhìn biết điều ác chúng tôi và tội lỗi của tổ phụ chúng tôi, vì chúng tôi đều phạm tội nghịch cùng Ngài. Xin hãy vì danh Ngài chớ chán chúng tôi và chớ để nhục ngôi vinh hiển của Ngài. Xin Ngài nhớ lời giao ước với chúng tôi mà chớ hủy. Trong những sự hư vô của dân ngoại, há có quyền làm mưa được sao?
có phải từ trời xuống mưa được chăng? Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải là đấng đó? Vậy nên chúng tôi sẽ trông đợi Ngài, vì Ngài đã làm ra mọi sự ấy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.